Cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh có nền văn hóa nghệ thuật phát triển rất phong phú, đặc sắc. Trong đó, tuồng cổ hay còn gọi là hát tiều là thể loại ca kịch độc đáo của đồng bào người Hoa gốc Triều Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vẫn được bảo tồn phát triển. Loại hình này xuất hiện tại Nam Bộ nói chung và Chợ Lớn nói riêng vào đầu thế kỷ 20 do những đoàn triều kịch lưu diễn đến từ các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Trong quá trình lưu diễn, một số diễn viên của các đoàn triều kịch đã ở lại Việt Nam rồi nhớ nghề mà lập nên những gánh hát tiều tại Nam Bộ và Chợ Lớn sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1960, người Triều Châu ở Chợ Lớn thành lập các ban nhạc xã như Đông Phương, Ỷ Vân, Dương Minh Huyên, Ngọc Tuyết, Tân Nghệ. Các ban nhạc xã hoạt động vào buổi tối nhằm đảm bảo cuộc sống bình thường của các diễn viên vốn thuộc nhiều thành phần khác nhau. Địa điểm diễn thường là Tinh Võ Môn, Miếu Quan Đế. Các ban nhạc xã tư nhân tồn tại đến năm 1975. Sau giải phóng, năm ban nhạc này sáp nhập làm một, trở thành Đoàn Ca Kịch Thống Nhất Quảng Triều. Đoàn Ca Kịch Thống Nhất Quảng Triều là nơi gìn giữ và lưu truyền nghệ thuật này suốt hơn 40 năm qua. Nếu mà nói về cái tuồng cổ á, thì có thể nói cái thời kỳ mà từ năm 76 cho đến 86 á, thì là cái thời hoàng kim của hoạt động của đoàn. Những cái vở diễn như Lương Sơn Bá nè, như Hoa Mộc Lan nè, và cái kịch bản Lôi Vũ của ông Tào Ngu á, thì có thể nói mỗi một vở diễn diễn liên tục một tháng là đầy rạp hết. Một đêm diễn thường niên của đoàn trong năm 2019 là vở tuồng cổ Phụng Nghi Đình, tác phẩm nổi tiếng nhiều thế hệ yêu thích. Kịch bản tuồng cổ Quảng Đông Phụng Nghi Đình. Sau đây thì tôi xin phép được tóm tắt nội dung của kịch bản. Gian thần Động Trác lộng quyền trong triều đình là và có mưu kế chiếm đoạt ngôi vua, cho nên khiến cho bá quan trong triều hoảng sợ. Trong khi đó thì một vị đại thần là Trung Thần Vương Doãn đã lập ra cái kế liên hoàn để khiến cho Đổng Trác và Lữ Bố trở mặt nhau, để tại vì là Lữ Bố là con nuôi, tức là nghĩa tử của Đổng Trác, cho nên thì thông giỏi về văn, chuyên về võ, cho nên hữu dụng vô mưu. Cho nên là Đổng Trác nói cái gì là Lữ Bố nghe cái đó. Cho nên thì Vương Doãn đã lập ra cái kế liên hoàn để chia cách hai vị này. Đã đem cái kế liên hoàn này thuyết phục nghĩa nữ là Điêu Thuyền để dùng mỹ sắc để mê hoặc hai cha con với nhau. Cuối cùng thì kế liên hoàn của Vương Doãn đã được thực hiện. Lữ Bố đã giết chết Đổng Trác. Thế là Điêu Thuyền đã vì cứu nước cứu dân hy sinh bản thân. Với nhiều người, xem tuồng cổ là cách họ nhắc nhớ về những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Hoa, gợi nhớ những ký ức đẹp về một thời các sân khấu từng sáng đèn liên tục. Các tuồng cổ thì cái nội dung mình cũng có thể biết được ở cái lúc trước xem sách hoặc là xem phim truyện khác. Thì nội dung thì quen thuộc. Về vở diễn thì mình thích cái trang phục của cái truyền thống người Hoa, với lại cái dạng thì nó rất là sâu sắc, với lại những cái lời ca cũng rất hay. Thì do cái hiện tại xã hội thì tuồng cổ phục vụ thì nó dần dần ít đi do nhiều thứ giải trí. Công việc thường ngày đó thì mình cũng có việc ở trong gia đình, con cái này kia xã hội, nhưng mà mình đi mấy cái cổ dạc này mình sẽ giúp mình để vui vẻ trẻ vậy đó. Qua nhiều thăng trầm, cho đến nay tuồng cổ vẫn là món ăn tinh thần phục vụ nhiều khán giả người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần bảo tồn phát huy với môn nghệ thuật truyền thống lâu đời này.